khi tôi bán đồng nát. Mấy cái sát linh tinh thì còn vào đây. Đây cô, kìa, lấy lốt cái máy khoan ra đây. Nhưng mà nhà cháu còn dùng. Thế mày có tích tiền không mơ hay? Đây đây. Hết chưa? Đưa đôi dép đây. Nhưng mà cháu còn đi. Đi đi. Để tao cân thử xem nào. Được bao nhiêu cô ơi? Ơi giời, không ăn thua gì, 10.000. Cái gì? Để mày học sinh tao lấy con đắt đấy. Thế có bán không? Có ạ. Khi mẹ tôi bán đồng nát. Mấy quần sắt thừa là cầm đây. Nhà chị còn cái gì mang nốt đây. Nhà tao chỉ có mỗi thế thôi. Mỗi này thì ăn thua gì có mấy đồng. Mấy đồng là tên nào chỗ đấy của tao hơi nhiều đấy. Ui giời, được có vài cân. Em trả chị 20.000. Không lời lãi gì. Không lời lãi mày đi mua làm gì. 30. Ui thì thôi em không muốn em giả. Ừ để đây tao thiếu gì chỗ bán. Ui giời, thế thôi 30.000. Quý lắm ơi. Mày lấy tao đổi ý lấy 40.000. Lấy thì lấy, không lấy thôi. Tên của chị đây. Mặc cả với tao.